Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Lập lại trật tự xây dựng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay như thường lệ sau phần tin tức, mục kỷ cương xây dựng sẽ nhìn lại những kết quả nổi bật đạt được trong công tác lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong những tháng đầu năm 2018, cũng như thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại để có các giải pháp phù hợp nhằm xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng và giảm thiểu đến mức thấp nhất những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng mới phát sinh trong những tháng cuối năm khi hoạt động xây dựng đang diễn ra sôi động. Từ đó siết chặt kỷ cương xây dựng, góp phần tạo diện mạo đô thị Hải Phòng khang trang, văn minh và hiện đại. Quận Dương Kinh là một trong số các địa phương thực hiện quyết liệt công tác lập lại trật tự quản lý đô thị, nhất là xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng. Những tháng đầu năm, trên địa bàn quận xảy ra 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và đều được xử lý triệt để. Trước đó, nhất là năm 2017, vi phạm trật tự xây dựng diễn biến phức tạp với 37 vụ nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng. Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận thường xuyên giao ban, chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng, kịp thời xử lý những vi phạm của cả chủ đầu tư và cán bộ phụ trách. Cuối năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận thành lập hội đồng kỷ luật, xem xét trách nhiệm cán bộ công chức của 5 trên 6 phường, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với 2 cán bộ quản lý đô thị phường Hải Thành và phường Anh Dũng, một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách đô thị phường Đa Phúc liên quan đến trách nhiệm trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Dương Kinh có chuyển biến tích cực. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, trên địa bàn thành phố hiện có 189 công trình xây dựng, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ cầu công trình. Các công trình này tồn tại từ những thời điểm trước đây. Để giải quyết vi phạm triệt để, không phát sinh vi phạm mới, cần thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về đê điều đối với các hộ dân sinh sống quanh đê. Phân công cụ thể, quy trách nhiệm đến từng cá nhân đơn vị, tăng cường kiểm tra, rà soát các tuyến đê, giải quyết dứt điểm các vi phạm tồn đọng, kiên quyết giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, bãi kinh doanh vật liệu trong hành lang bảo vệ đê, hành lang bảo vệ dòng chảy, ngăn chặn vi phạm phát sinh. Lực lượng thanh tra xây dựng của Sở Xây dựng Hải Phòng mới đây phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy. Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều công trình nhà xưởng được xây dựng tại đây với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông nhưng không có giấy phép xây dựng. Chính quyền địa phương đã áp dụng hàng loạt các biện pháp xử lý, trong đó có những công trình đã bị xử phạt hành chính, nhưng đến nay, một phần các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Nguyên nhân được chính quyền địa phương lý giải là do mong muốn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Sau kết quả thanh tra của Sở Xây dựng, những công trình này hiện đã bị niêm phong và chờ hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thanh tra Sở Xây dựng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 192 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2017. Vi phạm trật tự giảm rõ rệt, việc giải quyết các vi phạm triệt để hơn nhờ có sự quyết liệt của chính quyền từ thành phố đến các xã phường trong quản lý trật tự xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong các năm 2016-2017 chưa được xử lý dứt điểm. Nhiều trường hợp vi phạm mới chưa được xử lý kịp thời. Trong số 192 vụ vi phạm, số vụ vi phạm sai phép 20 trường hợp và xây trên đất không được phép xây dựng 11 trường hợp, giảm hàng trăm vụ so với cùng kỳ năm 2017. Số vi phạm chủ yếu là không có giấy phép xây dựng với 172 trên 192 trường hợp. Theo thanh tra Sở Xây dựng, nguyên nhân là do thửa đất của các chủ công trình chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không được cấp giấy phép xây dựng, trong khi người dân ngại xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì phải đóng thuế với kinh phí lớn, mất nhiều thời gian. Điều này dẫn đến thực trạng là các hộ gia đình có xu hướng chấp nhận bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng hơn là làm thủ tục theo quy định. Nhiều khu vực đất các hộ ở lâu đời nhưng chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi các hộ có nhu cầu nhà ở nên sửa chữa xây dựng lại nhà cũ dột nát nhưng không có giấy phép xây dựng. Đây là các trường hợp rất khó xử lý vi phạm. Các vi phạm về trật tự xây dựng do một số quy định về xây dựng quy hoạch chưa phù hợp thực tế. Bên cạnh đó, công tác phát hiện đôn đốc kiểm tra xử lý các công trình vi phạm của chính quyền cấp xã, huyện dù chưa chuyển biến mạnh mẽ nhưng nhiều nơi còn cả nể buông lỏng quản lý. Khi xảy ra các vi phạm, cơ quan chức năng chưa kịp thời xử lý hoặc xử lý thiếu kiên quyết triệt để còn xảy ra tình trạng phạt cho tồn tại. Đặc biệt là 19 trong tổng số 39 công trình tồn đọng từ năm 2016 chưa được xử lý dứt điểm. 39 công trình vi phạm từ cuối 2016. Thì đến nay, thì theo cái hồ sơ mà chúng tôi có, thì chúng ta có thể hoàn thiện được khoảng 32 công trình.
Thế còn lại 7 công trình nữa thì cũng phải nằm rõ để có cái hướng xử lý. Như vậy thì cái chỉ đạo của thành phố là Sở Xây dựng và Thanh tra rất nghiêm túc, phối hợp với các sở ngành trong việc phân vai, phân công trách nhiệm. Ví dụ như Sở Nông nghiệp thì gắn với cái hành lang đê điều, vi phạm công trình đê điều, anh xử lý, đặc biệt trong mùa bão. Thứ hai nữa là giao thông, là hành lang giao thông. Và thứ ba, Sở Tài nguyên Môi trường đối những trường hợp mà xây dựng mà không trên đất không được phép xây dựng, để chúng ta có một cái bộ máy đủ điều kiện, đủ cái nguồn lực cùng với địa phương để xử lý công trình, để tham mưu tốt cho thành phố. Đến hiện tại thì có Nghị định 139 cũng như là Nghị định 97, rồi thông tư 03 hướng dẫn Nghị định 139 thì nó đã có đủ những cái quy trình, những cái biểu mẫu hướng dẫn để cho chúng ta có đủ điều kiện để thực hiện các cái việc tháo dỡ, thì cái việc đấy cũng là những cái thuận lợi. Và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà trong cái thời gian 6 tháng đầu năm này mà chúng tôi đã thực hiện được cái việc tháo dỡ được 25 công trình. Và cơ bản là người dân sau cái quá trình mà, trong cái quá trình mà mình thực hiện ấy, thì vừa phải làm vừa phải tuyên truyền, vận động, kết hợp rất nhiều biện pháp. Kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng từ đầu năm đến nay, các địa phương ban hành 68 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 1 tỷ đồng, cấp mới điều chỉnh giấy phép xây dựng. 117 trường hợp, chính quyền địa phương đôn đốc chủ đầu tư tự tháo dỡ 31 công trình, địa phương ban hành 13 quyết định đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm khi chủ đầu tư không chấp hành ngừng thi công. Từ nay đến cuối năm 2018, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt, bảo đảm đúng trình tự, thời gian và chất lượng. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương xử lý dứt điểm 18 công trình vi phạm tồn đọng năm 2016, hơn 500 công trình vi phạm chưa được giải quyết năm 2017 và các trường hợp mới phát sinh. 6 tháng cuối năm 2018 thì Sở Xây dựng đã chỉ đạo thanh tra, thứ nhất là phải tăng cường phối hợp với các địa phương. Trong đó thì có quan tâm đặc biệt tới công tác cái quản lý trật tự xây dựng, vừa tuyên truyền, vừa phối hợp, vừa phát hiện các cái trường hợp vi phạm về xây dựng ngay từ đầu và có cái hướng dẫn, có cái xử lý. Trong cái 39 công trình ấy thì 7 công trình có khả năng là những cái giải quyết là sẽ khó khăn, bởi những công trình này đã được xây cách đây khoảng 5-7 năm rồi và công trình nhiều tầng. Tuy nhiên thì những công trình này thì nó nằm vào cái hành lang thì giao thông cũng như là hành lang cái đê điều thì cũng cần được xem xét tính toán kỹ lưỡng để giải quyết thấu đáo, để đảm bảo cái hài hòa giữa người dân cũng như là đảm bảo kỷ cương của luật pháp. Luôn luôn là tập trung vào cái công tác phát hiện xử lý từ khâu ban đầu, ngay từ cái quá trình khởi công xây dựng. Và trong cái quá trình khởi công xây dựng thì về phía người dân ấy, thì họ cơ bản là về dân trí thì họ cũng chưa nắm được về các cái quy định về xây dựng cũng như là cấp phép xây dựng cũng như trật tự xây dựng. Vì vậy nên trong cái quá trình khởi công hầu hết là chưa có giấy phép. Thế thì trong cái quá trình mà triển khai cái việc kiểm tra xử lý thì về phía đội thanh tra xây dựng số 1, phòng quản lý đô thị và ủy ban dân phường các phường, 13 phường thì đã thống nhất với nhau cái hướng xử lý như sau ạ. Đó là trong cái quá trình kiểm tra thì chúng tôi là không thực hiện cái việc lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt, đề xuất với ủy ban dân quận là ban hành quyết định xử phạt ngay, mà là nhắc nhở và hướng dẫn người dân là phải thực hiện cái việc ngừng thi công. Đầu tiên là phải ngừng thi công và sau đó là phải hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Để đạt kết quả cao trong quản lý trật tự xây dựng, yếu tố then chốt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền và cán bộ phụ trách cấp cơ sở. Thực tế, nơi đâu chính quyền làm mạnh, nơi ấy giảm vi phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là cấp xã, phường, quận, huyện phải xác định công tác quản lý trật tự xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm, rõ trách nhiệm cá nhân tập thể trong công tác này. Đây cũng là bài học giải pháp cần triển khai quyết liệt hơn nữa ở các địa phương trong thời gian tới để tạo chuyển biến, giảm thiểu vi phạm trật tự xây dựng từ cơ sở. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Lập lại trật tự xây dựng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.